channel của tụi mình. Hôm nay tụi mình sẽ thực hiện một cái thử thách là ăn vặt nha. Thì tụi mình sẽ ăn hết tất cả các đồ trên cái bàn này. Không biết ăn nổi không? Chứ kẹo là mình thấy hơi nhiều. Kẹo này cay lắm á. Thì vợ mình đang mang bầu nên là ăn ngọt không được nhiều, nên chắc mình sẽ đảm trách cái điều này. Nhất là nước có ga nữa. Không, em thèm xì tiên. Nước có ga là không được uống. 3 tháng đầu là phải kiêng cữ nhiều lắm. Nên ăn mấy cái đồ mà sô cô la được nè. Nhưng mà đừng có ăn nhiều quá, nó sẽ tăng cân, ảnh hưởng tới thai nhi nha. Ảnh hưởng tới dáng của mẹ nữa. Rồi bắt đầu bây giờ tụi mình bắt đầu ăn nha. Bánh đậu xanh đi. Này bánh đậu xanh nha bạn. Bởi bạn chung mình với mình nha. Ăn cái đống này chắc nó căng bụng luôn quá. Này ăn này uống nước trà ngon lắm. Đúng rồi, uống nước trà ngon. Mấy đồ này là mua ở siêu thị Cốc Mát nha các bạn. Giá cũng rẻ thôi chứ không có đến nổi. Cái này ở ngoài không có bán hả? Nhưng mà này mua không bán mà. Ngọt quá. Nước nóng. Ta làm này sao nóng chocoba nha. Để mình lấy đi nước hả? Tại cái này nó ngọt hết. Trà nóng á. Có trà nóng cũng mới ngon nha. À, ăn kẹo. Rồi đến ra mình không ăn ngọt được mà trên bàn toàn là đồ ngọt luôn. Rất là ngọt quá các bạn. Cái đó cái gì vậy? Cái này là lẩu lứt nha. Ăn không? Để tí ăn sao. Thế là mình ăn Mang lái mang kẹo. Này là đậu hạt cẩm sấy nữa. Cái này là dâu tây nè đúng không? Dâu tây hạt sẵn rồi bạn. Này bỏ tôi làm ăn ngon nhá. Cái kẹo này mình đánh giá là ngon nha bạn. Nó ăn nó cứng cứng, nó có vị chua chua giống dâu thôi. Dạo này có vẻ là tăng cân. Ăn đồ ngọt không? Bánh quế. Bánh này là gắn liền với tuổi thơ của nhiều người nha bạn. Hồi nhỏ mình rất thích ăn bánh này. Hồi nhỏ em hay để gió vô để em ăn. Ăn nó mềm mềm không? Ừ. Ăn rất ăn giòn hơn. Ừ, nó ăn mềm. Cứ mẹ mẹ mua về cho một bịch để mấy một cây kim đâm vô cho gió nó vô cái mềm.
cái mẹ hỏi sao mà mẹ nhịn nó không chứ. Bánh này thì mình mua đầy đủ hương các bạn, hương cam, hương dứa, hương dâu, hương sô cô la, và hương sô cô la. Bánh này cũng gắn liền với bánh thơ của nhiều người nữa bạn. Tôi nói là biết là bánh này bánh gì không? Bánh này là bánh tâm banh. Tuổi thơ như bánh nhớ bánh này mình nhớ năm lớp 5, lớp 6 là mình bắt đầu mình ăn bánh này rồi. Giờ trải qua giờ cũng hay. Hồi nhỏ chú em đi đám cưới là hay làm bánh này nè. Đúng rồi. Phải uống nước trà hả? Từ 13, 14 năm rồi ấy, bánh này vẫn tồn tại. Và bây giờ vẫn còn ở trên thị trường. Thật là khủng khiếp. Thì đúng là tiếng đỏ nó rất là ngon. Bây giờ người ta mới còn đánh được vài đúng không? Một bịch như vậy là khoảng 70 ngàn. Mình ăn thử để mình coi nó còn cảm giác cũ không nha. Đây, cái bánh sâm banh. Không biết tại sao gọi là bánh nó có giống chai rượu sâm banh hay không mà người ta gọi đây là bánh sâm banh mình cũng không hiểu. Nhưng mà mình nghe người ta gọi gọi là sâm banh thì mình gọi là sâm banh thôi. Ngon không? Tê léo. Nó có vị trứng, vị trứng nhiều. Cái này giống là từ từ bánh bông lan vậy á. Nó từ từ bánh bông lan mà nó kiểu nó làm kiểu cứng hơn. Bánh lan nó mềm mà. Không, nó giống bánh thuẫn, cái bánh thuẫn không? Đấy. Bánh này giống bánh thuẫn á. Nhưng mà nó khá là nó có đường. Nhưng mà vị trứng nó không có nồng nặc như là bánh thuẫn. Nó lạt hơn mà nó cứng hơn bánh thuẫn. Ăn hết bịch này chắc mình nghĩ là không nổi đâu mà. Ngọt quá. Ngọt không ăn nhiều được. Bầu không ăn đồ ngọt được mà trên bàn toàn là đồ ngọt luôn. Là bánh sandwich. Sandwich này để dành ăn sáng lấp bụng nha mọi người. Đi làm á. Kèm theo bơ. Còn nhỏ là toàn ăn bánh mì kiểu ổ mới là. Ít khi ai mà ăn bánh mì kiểu này. Nhưng mà ăn như này tiện hơn. Nhưng mà này nó mắc hơn. Đây một bình gọi là 20 ngàn. Nhưng hồi xưa cũng đâu chưa ra đâu, mà lúc mình còn đi học chưa. Hồi xưa làm gì có cái loại bánh mì sandwich này đâu. Nhưng mà nếu mà hồi xưa có bây giờ nó cũng có lẽ bịch nhỏ nhỏ gì nè, mình cho em bé đó. Bánh sandwich hồi xưa người ta bán là bánh mà kiểu mà chiên á. Bánh mì chiên. Bánh sandwich chiên nhưng mà phẩm được thêm đường có bơ á. Còn nó không có dặn. Nhưng mà nó giòn à, nó không có mềm. Đúng rồi, thường thì mấy cái hàng, mấy loại bánh này chỉ bán trong siêu thị thôi mà. Tại vì những hạn này bánh này là hàng tiêu thụ nó thấp. Ngắn được vài ngày thôi. Nên là chỉ bán như thầy mà. Chứ bán ngoài là lỗ chết luôn á. Bán ngoài mà không ai mua là lỗ chết luôn. Cái này một cái 2 ngàn á. Thì một bình này có 10 cái nè. Bình 20. Bánh này nó có nhiều loại, nhưng cái loại này cái vỏ nó mỏng, nó mềm hơn. Bạn nào thích ăn vỏ dày thì mua loại to hơn. Đúng rồi. Có loại to vỏ nó dày. Có nhiều người thích ăn vỏ không thích ăn phần trong. Còn có nhiều người thích ăn phần trong nhưng không thích ăn vỏ. Có nhiều người em thấy lột vỏ ra luôn. Lột vỏ ra bỏ để ăn phần trong. Còn nhiều người thì chỉ ăn phần ngoài hơn bỏ phần trong. Cái kẹo này là mình thấy nhiều người thích lắm mà. Đúng không? Kẹo này là ăn bún đậu bún tôm mà ăn kẹo này á. Ăn bún đậu bún tôm xong ăn kẹo này là đúng đáp bài luôn. Ở ngoài là bạc hà, vỏ trong là sô cô la. Đúng rồi. Phần hai thơm mì.
bắt đầu cảm thấy ngán nữa là tại vì đồ ngọt nhiều quá mà người không thích ăn ngọt lắm, nên mà cũng gắng mua về làm clip. Các bạn nhớ share, subscribe ủng hộ của mình nha, để có động lực làm clip tiếp nha. Chắc mình nghĩ là mình để cái phần này lại cho ngày mai, chứ hiện tại là mình mới ăn cơm xong no quá, ăn mấy này không nổi nữa. Đồ ngọt nhiều quá mọi người. Sau ra cho mọi người coi thôi. Rồi mình tụi mày cũng ăn không nổi. Người cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Cảm ơn các mọi người đã nhớ like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nha. Bye.